Người có quyền cất lên câu nói, cuộc sống khá khắc nghiệt. Có lẽ bi kịch từ thuở ấu thơ làm cho cậu bé này khác biệt. Sinh ra ở khu dân cư nghèo của nước Pháp, cùng bố mẹ đẻ của cậu là ai đến giờ cũng không biết. Bị bỏ rơi trước một tu viện ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, đứa trẻ ấy có lỗi gì đâu sao phải nằm giữa tiết trời đông lạnh, không ai bên cạnh, có một gia đình đã nhận nuôi và họ cũng chẳng khá giả gì để đem lại cuộc sống êm xuôi. Năm 2 tuổi, chiếc xe chở gia đình gặp tai nạn và một bi kịch nghiêm trọng xảy ra, cậu bé không thoát ra an toàn. Cơ thể bị lao vào phía trước tấm kính chắn gió của chiếc xe, bác sĩ phải khâu gần 100 mũi trên khắp cơ thể của cậu bé. Sau vụ tai nạn khiến Ribery phải mang trên mặt những vết sẹo xấu xí. Trải qua tuổi thơ thường bị bạn bè trêu ghẹo xa lánh với kỳ thị, vết sẹo ấy đã đưa anh tới tình yêu một mình với quả banh, và chính vết sẹo ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Hãy nhìn vào khuôn mặt nó, những vết sẹo kia thật là xấu xí. Một thằng nhóc lớn lên khi mà xung quanh toàn những lời dị nghị. Đến lúc cậu ghi bàn cũng chẳng có ai bên cạnh để mừng cho, ngược lại là những lời bình luận khiếm nhã khiến gia đình phải chịu đựng nó đó. Cậu đã lớn lên như thế, tất cả những gì xấu xí họ đều trút hết vào cậu bé. Mặc dù rất đau khổ nhưng không bao giờ cậu khóc lóc. Ribery bỏ ngoài tay tất cả, tiếp tục hành trình với quả bóng. Và theo một cách nhìn khác, tai nạn này đã nâng đỡ anh. Cậu tin đó là sự khác biệt mà cậu được ban bởi Đức Thánh. Nó thúc đẩy cậu chơi bóng một cách thật lôi cuốn. Rồi mọi người sẽ phải nhìn những vết sẹo theo cách mà tôi muốn. Từng phải làm nghề thợ xây sau khi bị nứt xương cùi chỏ. 16 tuổi bị đuổi khỏi học viện nhưng mà đam mê không từ bỏ. Ribery tiếp tục đến với Olympic Athletics mùa giải sau đó, nhưng lại bán diêm với Star Rep và được câu lạc bộ mắt dầm ngó. Hai mùa giải ở Marseille, anh tiếp tục khẳng định mình, giành một suất ở tuyển Pháp khi chỉ mới là tân binh. Lớn lên từ bóng đá đường phố khi xung quanh là những niềm đau, thằng nhóc có khuôn mặt đầy sẹo khiến các câu lạc bộ lớn phải giành nhau. Niềm hy vọng số 1 của bóng đá Pháp sau khi Zidane giải ngả được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp. Ê, mở cánh cửa cho anh đến với Đức và gã mặt sẹo được đánh thức. Lịch sử bay ơi chứng kiến cầu thủ đầu quân với cái giá đắt nhất. Trận tung Vince Scholes để chia tay số 7 huyền thoại, và người vào thay là một trong những biểu tượng số 7 đương đại. Ranieri Ribery là số 7 khác được đưa vào sân thay. Người hâm mộ chưa chấp nhận sự thật và làm rất đáng trận đấu ấy. Đúng như những gì Scholes dự báo trước khi trận đấu diễn ra, kể từ hôm nay Ribery sẽ là số 7 mới của chúng ta. Họ ấy chính xác là người kế thừa gốc công và chiến thắng quan trọng, và đúng sau này gã mặt sẹo ấy không khiến cho cô phải thất vọng. Làm được nhiều điều hơn tất thảy mọi sự kỳ vọng. Ê, không dưới 200 bàn thắng quan trọng đều có chân anh đặt dấu dài. Trong 12 năm ở Bayern, anh đã trở thành thần tượng mới. 16 bàn thắng, 17 kiến tạo giúp hùng sám giành cú đúp quốc nội. Có chân dính một vài chấn thương, vẫn góp mặt trên mọi đấu trường, là người duy nhất còn trở lại Bayern sau khi đi cả một chặng đường. Thế giới ngoài kia chứng kiến những người thay đổi và rời đi, hay sự xuất hiện thống trị đỉnh cao của cặp Ronaldo Messi. Trong ngần ấy năm, anh là một chứng dân cho gia đình lịch sử đầy đặc biệt, là sự gắn bó với người bạn thân đôi chân pha lê ai cũng biết. Một người là con ma tốc độ, một người là phù thủy, hai con người ấy đem bị mày cày ải tạo ra cặp đôi Robbery. Nếp trải nhiều vinh quang ở Đức và không ít lần thất bại, không ít lần lọt vào chung kết sân một nhưng mà chỉ xếp thứ hai. Nhưng sau tất cả chỉ còn lại tình yêu là mãi mãi. Tạm biệt hùng xám, Ribery bật khóc ngày chia tay. Hãy nhấn vào đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé. Cảm ơn các bạn.